Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Giang An. Hôm nay cô và các em sẽ tìm hiểu tiếp bài số 10 trong chương trình địa lý lớp 9. À, đó là bài thực hành. Ở cái bài thực hành này chúng ta sẽ vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng phân theo các loại cây và sự tăng trưởng đàn gia súc và gia cầm. À, ở bài này chúng ta sẽ có hai bài tập bài tập thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ biểu đồ tròn và nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng vân theo các loại cây ở cái bài tập số 2 chúng ta sẽ vẽ biểu đồ đường hay còn gọi là biểu đồ đồ thị và nêu nhận xét về sự tăng trưởng của đàn gia súc và gia cầm. Trong hai bài tập này thì cái bài tập 1 trong mùa dịch chúng ta sẽ được giảm tải, chúng ta sẽ không thực hiện bài tập 1 mà chúng ta sẽ thực hành ở cái bài tập 2 thôi đó là vẽ biểu đồ đường và nêu nhận xét sự tăng trưởng của đàn gia súc và đàn gia cầm. Như vậy để vẽ được cái bài tập này, đầu tiên chúng ta phải theo dõi kỹ, đọc kỹ cái nội dung yêu cầu của bài. Với cái bài tập 2 này có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là dựa vào bảng số liệu hãy vẽ trên cùng hệ trục tọa độ bốn đường biểu diễn thể hiện chỉ số tăng trưởng của đàn gia súc gia cầm qua các năm từ năm 1990 À, đến năm 1995, năm 2000 và năm 2002 à, Và sau đó chúng ta sẽ cũng dựa vào bản số liệu và à, biểu đồ đã vẽ Hãy nhận xét và giải thích tại sao đằng da cầm và đằng lợn tăng Và tại sao đằng trâu lại không tăng Như vậy để vẽ được cái bài à, tập này Thì đầu tiên là chúng ta phải à, theo dõi thật kỹ Cái đề bài người ta hỏi à, Đây các em nhìn xem à, Vẽ biểu đồ Vẽ à, thể hiện chỉ số tăng trưởng đằng gia súc và gia cầm trong cái bảng số liệu này chúng ta thấy có rất nhiều cột nhưng mà yêu cầu người ta yêu cầu chúng ta là vẽ biểu đồ thể hiện sự tăng trưởng do đó chúng ta chỉ để ý cái cột nào có cái chỉ số tăng trưởng nè ví dụ như đằng à, trâu à, thì có một cột là số lượng à, đằng trâu và một cột là chỉ số tăng trưởng của đàn trâu thì chúng ta chỉ để ý cái cột chỉ số tăng trưởng thôi tương tự như vậy đàn bò cũng có hai cột nè à, đàn bò thì có một cột là số lượng của đàn bò và một cột là chỉ số tăng trưởng của đàn bò chúng ta chỉ để ý cái chỉ số tăng trưởng của đàn bò thôi như vậy ở đây chúng ta à, có tất cả là à, 8 cột À, về số liệu nhưng chúng ta chỉ để ý cái cột nào mà có cái chữ chỉ số tăng trưởng thôi như vậy khi cô lọc ra thì cô sẽ rút ngắn lại để kem dễ nhìn và dễ theo dõi thì cô sẽ rút gọn lại từ cái bảng số liệu 8 cột đó mà cô sẽ rút gọn lại thành bốn cột như thế này à, để vẽ cái biểu đồ đường á thì đầu tiên kem em phải để ý à, trong cái bảng số liệu này chúng ta lựa chọn một cái số liệu cao nhất để chúng ta làm chuẩn, chúng ta chia khoảng cách, chia cái tỷ lệ trên cái biểu đồ và chọn cái kích thước biểu đồ sao cho phù hợp. thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy trong cái bảng số liệu này con số thấp nhất là 100, à, số thấp nhất là 100 phần trăm và cái số cao nhất ở đây chúng ta xem số cao nhất là 217 2 đây là con số lẻ chúng ta có thể lấy chẵn là 200 hoặc là chúng ta có thể lấy làm tròn số là 220. À, thì tùy các em à, khi chúng ta chọn kích thước biểu đồ thì tùy theo à, mỗi người à, các em muốn chọn à, kích thước vừa hay là kích thước nhỏ hay kích thước lớn và chúng ta vẽ cái à, khoảng cách chúng ta chọn như thế nào thì tùy các em. Tuy nhiên ở đây à, cô sẽ à, hướng dẫn các em cái cách cô lựa chọn như sau đầu tiên là chúng ta sẽ vẽ một cái trục tung là cái trục thẳng đứng nè, tiếp theo đó chúng ta sẽ vẽ một cái trục nằm ngang. À, ở cái trục thẳng đứng thể hiện cái giá trị là phần trăm, còn cái trục nằm ngang là biểu thị các năm. Và trên trục này thì cô bắt đầu phân chia ra. À, trong tập của các em thì có ô ly rất là dễ nhưng mà bây giờ cô sẽ phân theo như thế này cô sẽ phân theo một đoạn hai đoạn ba đoạn bốn đoạn năm đoạn sáu đoạn và bảy đoạn như vậy mỗi một đoạn của cô là 20 nha hai mươi nhưng mà cô không lấy cái điểm gốc cô không lấy cái điểm gốc là một mà là không mà cô lấy cái điểm gốc là 60 mươi À, tại sao cô không chọn là không thì lát hồi cô sẽ giải thích các em sao còn bây giờ là cô sẽ chọn ngay cái điểm giao nhau của hai trục sẽ là 60 nè cô sẽ vẽ vạch một cái vạch thứ nhất là 80 nè đến vạch thứ hai là 100 như vậy các cái đoạn này của cô là cách nhau 20 hết các em thấy chưa rồi à, bây giờ với cái trục nằm ngang này thì chúng ta à, nên lưu ý là cái điểm giao nhau của hai trục sẽ là cái năm đầu tiên đó là năm 1990 đây năm 1990 đây. À và cái năm thứ hai là năm 1995. À khoảng cách từ năm 1990 đến năm 1995 là 5 năm. Thì 5 năm này các em có thể chọn trong tập các em là năm ô tập à, và cô sẽ vẽ một cái đường mờ đi lên như thế này. À rồi từ năm 1995 đến năm 2000 à mốc thời gian này cũng à, khoảng cách là 5 năm. Như vậy thì hai cái khoảng cách này nếu như cái khoảng cách thứ nhất này chúng ta à, chọn là 5 à, ô tập thì cái khoảng cách thứ hai này chúng ta cũng chọn tiếp là 5 ô tập. Chúng ta vẽ một cái đường mờ đi lên để là hồi chúng ta làm chuẩn chúng ta à, đánh dấu các điểm. Tiếp theo đó là cái năm thứ tư là năm 2002 từ 2000 đến 2002 thì có 2 năm thôi do đó các em lưu ý là cái khoảng cách 2 năm nó khác với cái khoảng cách 5 năm nha khác cái khoảng cách 5 năm chúng ta phải, phải vẽ à, nếu như hồi nãy chúng ta cái khoảng cách 5 năm là 5 ô tập thì cái khoảng cách từ năm 2000 đến năm 2002 này chúng ta cũng chọn có hai ô tập thôi nha những cái đường này là đường kem kẻ mờ thôi à, không được kẻ đậm chúng ta kẻ mờ để chúng ta làm chuẩn đánh để chúng ta đánh dấu các điểm cho nó chính xác à, lát hồi chúng ta có thể bôi những cái đường uh, mờ này đi chứ chúng ta không vẽ đậm nha rồi bây giờ bắt đầu chúng ta để ý chỉ số của đàn trâu trước chỉ số đàn trâu năm 1990 nè ngay vị trí năm 1990 là 100% cô đánh dấu 100% một điểm như thế này ha năm 1995 chỉ số tăng trưởng của đàn trâu là 103,8, 103,8, cô đánh dấu đây một điểm ha rồi tiếp tục đến năm 2000 năm 2000 à, cái chỉ số tăng trưởng của đàn trâu là à, 101,5 cô đánh dấu một điểm nữa và năm 2000 thì chỉ số tăng trưởng của đàn trâu là 98,6 98,6 chúng ta sẽ ngầm làm tròn là 99 như vậy 99 nó nằm thấp hơn 100 một xíu nè ha sau khi cô đánh dấu được bốn điểm này rồi thì cô sẽ nối bốn điểm này lại với nhau Cô nối bốn điểm này với nhau như vậy là cô đã vẽ xong một cái đường biểu diễn về chỉ số tăng trưởng của đàn trâu. Và khi cô vẽ xong một cái đường biểu diễn rồi thì cô phải làm chú giải cho cái đường biểu diễn này. Đó, cô làm bạn chú giải. Đây là chỉ số tăng trưởng của đàn trâu ha. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ vẽ tiếp cái chỉ số tăng trưởng của đàn bò. Chỉ số tăng trưởng của đàn bò năm 1990 là 100 chúng ta sẽ đánh dấu ở đây một điểm. Nhưng mà nếu mà bốn đường mà nó nó chỉ xuất phát từ vị trí là 100 thì chúng ta không nên đánh dấu ở đây nhiều như vậy nó sẽ làm xấu cái biểu đồ của chúng ta. Chúng ta chỉ để ý đây là 100 thôi ha. Bây giờ cô sẽ xem xem à năm 1995 thì chỉ số tăng trưởng của đàn bò là bao nhiêu? Là 116. 116,7 là một khoảng 117 thì nó lối ở khoảng này. À, chúng ta dùng kích thước chúng ta giống ngang qua và chúng ta đánh dấu một điểm. Đây. À, rồi đến năm 2000 chỉ số tăng trưởng của đàn bò là à, 132,4. À, 120 nè, 130 nằm vị trí này. 132 nhấc lên một xíu, 132,4 nó nằm ở khoảng vị trí này. Cô đánh dấu một điểm. À, đó là điểm thứ ba cô cần tìm và đến năm 2002 chỉ số tăng trưởng của đàn bò là 130,4 130 dưới 130 132 nó không chênh lệch nhau nhiều lắm nha các em do đó cô sẽ đánh dấu ở đây một điểm à, nữa đó là điểm thứ tư cô cần tìm và cô sẽ nối từ cái điểm 100 này cô nối đến cái điểm mà cô vừa đánh dấu này đây à, cô nối tiếp tục đến các cái điểm mà cô vừa đánh dấu như vậy là cô đã vẽ xong chỉ số tăng trưởng của đàn bò À, và sau khi chúng ta vẽ xong cái đường chỉ số tăng trưởng của đàn bò thì chúng ta phải làm ký hiệu à, liền nha các em nha Tiếp theo đó chúng ta sẽ vẽ tiếp chỉ số tăng trưởng của đàn lợn Chỉ số tăng trưởng của đàn lợn năm 1990 cũng xuất phát từ 100% Năm 1990 là 100% Đến năm 1995 là 133,0 Các em nhìn đây 133,0 à, nằm ở vị trí này à, chúng ta sẽ đánh dấu qua chúng ta sẽ đánh dấu một điểm đó và đến à, năm 2000 là 164,7 và năm à, 2002 là 189,0 189, 189 gần như là 190 rồi 190 thì cô đã đánh dấu ở đây cái điểm nè tương ứng nè sau khi chúng ta tìm được các điểm này chúng ta sẽ nối và cái điểm xuất phát của chúng ta là 100 chúng ta sẽ nối nè đó. chúng ta sẽ nối các điểm này lại với nhau chúng ta sẽ có một cái đường biểu diễn thứ ba đó là chỉ số à, tăng trưởng của đàn lợn tiếp theo đó chúng ta sẽ vẽ tiếp à, chỉ số tăng trưởng của đàn gia cầm cũng xuất phát từ 100 trăm À, năm 1990 là 100, năm 1995 là 132,3. Các em lưu ý 132 với 133 là nó nằm gần sát với nhau luôn, nha, à, nằm sát với nhau. đó cô đánh dấu một điểm nè. à Rồi đến năm 2000, à, chỉ số tăng trưởng của đằng gia cầm là 182,6, 182,6 cô đánh dấu ở đây một điểm. À, rồi tiếp theo đó năm 2002 là 217,2 các em lưu ý ở đây là 200 nè à, 217,2 nó sẽ nằm ở bên trên này một xíu. Như vậy cô đánh dấu cái điểm kế tiếp và sau khi cô có các điểm này cô sẽ nối các điểm này lại với nhau thì nó sẽ ra một cái đường biểu diễn như thế này. Như vậy khi chúng ta vẽ xong cái chỉ số tăng trưởng của đàn gia cầm thì chúng ta sẽ làm ký hiệu cho cái đường biểu diễn này như vậy là cô đã vẽ xong bốn đường biểu diễn về chỉ số tăng trưởng của đàn gia súc và gia cầm sau khi vẽ xong bốn cái đường biểu diễn này rồi thì chúng ta sẽ thêm một số những cái chi tiết đó là tên của biểu đồ đây là biểu đồ thể hiện chỉ số tăng trưởng của đàn gia súc và gia cầm từ năm 1990 đến năm 2002 tiếp theo đó chúng ta sẽ ghi số liệu ở những cái điểm mà khi nãy chúng ta đánh dấu đó các em chúng ta ghi các số liệu đó vào ở những cái điểm chúng ta mới vừa nối các điểm lại với nhau thành các đường biểu diễn đó. Đó, như vậy là chúng ta đã hoàn tất cái phần vẽ biểu đồ theo cách 1. và các em lưu ý giùm cô ở cái cách một này, cô hướng dẫn các em là điểm giao nhau của hai trục là 60 ha, 60 và chúng ta nhìn cái biểu đồ này chúng ta thấy nó rất là cân đối. Còn qua đến cách thứ hai. Cách thứ hai thì à, điểm giao nhau của hai trục là số 0. Ha. À, thì các em sẽ cách khoảng, mỗi một cái khoảng cách là 20, nè, 40, 60, 80, 100. Rồi đến 120, 140, 160. Thì khi các em vẽ như vậy, cách thức vẽ cũng giống như cách thứ nhất. Nhưng nếu mà các em chừa cái khoảng cách từ 0 đến 100 này nó à, uh, nhiều quá Thì cái biểu đồ của các em các đường nó nằm phía bên trên này nè ở dưới chân này nó sẽ bị trống rất là nhiều và cái biểu đồ chúng ta nhìn nó không được đẹp mắt như cách 1 Do đó các em vẽ cách 1 hay cách 2 đều đúng hết Nhưng cô khuyến khích các em với bài tập này thì chúng ta sẽ vẽ ở cách 1 các em nhé Khi chúng ta vẽ thì các em luôn nhớ là chúng ta phải để ý vẽ đến đâu, làm ký hiệu, ghi số liệu Và cuối cùng là phải ghi tên biểu đồ đầy đủ thì chúng ta mới hoàn tất cái phần vẽ biểu đồ của các em nhé như vậy là vừa qua cô đã hướng dẫn các em cái cách vẽ biểu đồ đường về cái chỉ số tăng trưởng của đàn gia súc và gia cầm. Tiếp theo đây chúng ta sẽ trả lời tiếp một cái câu hỏi lý thuyết là hãy nhận xét và giải thích tại sao đàn gia cầm và đàn lợn tăng và tại sao đàn trâu lại không tăng. Thì các em quan sát cái bảng số liệu á thì chúng ta thấy là trong các cái đàn gia súc như là trâu bò và lợn thì chúng ta thấy các cái đường biểu diễn nó đằng bò và đằng lợn thì nó đi lên nhưng mà đằng da cầm thì um, cô xin lỗi là đằng trâu thì lại có chiều hướng đi xuống ha Đi xuống như vậy thì à, chúng ta sẽ nhận xét là trong thời kỳ từ năm 1990 đến năm 2002 số lượng đàn gia súc gia cầm ở nước ta đều tăng nhưng tốc độ tăng khác nhau à, đàn gia cầm thì có tốc độ tăng nhanh nhất tăng gấp 2,2 lần kế đó đó là đàn lợn tăng 1,9 lần và đàn bò là tăng 1,3 lần à, trong đó cái đàn trâu thì lại giảm nhẹ à, vậy thì à, tại sao À, cái đàn gia cầm và đàn lợn có tốc độ nhanh hơn đàn trâu là vì thịt lợn trứng sữa là các loại thực phẩm truyền thống và phổ biến của nhân dân ta do nhu cầu về thực phẩm của người dân tăng nhanh nên đàn gia cầm và đàn lợn được tăng nhanh à, mặt khác nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi rộng rãi hai loại gia cầm và lợn thế tại sao đàn trâu lại không tăng à, trâu thì được nuôi chủ yếu để lấy sức kéo và phân bón nhưng mà do hiện nay trong nông nghiệp người ta cơ giới hóa và hóa học quá ngày càng cao nên việc nuôi trâu đã ít đi so với trước đây và vì vậy chúng ta có thể lý giải được là tại sao so với đàn bò, đàn lợn và gia cầm, đàn trâu lại giảm nhẹ như vậy và là vừa rồi cô đã à, hướng dẫn các em vẽ biểu đồ đường à, và cũng đã hướng dẫn các em nhận xét cái biểu đồ. À, như vậy là cái bài tập hôm nay chúng ta đã à, tìm hiểu xong. Là bây giờ các em về nhà, các em sẽ ở nhà các em sẽ hoàn tất cái phần vẽ biểu đồ đường này vào trong tập của các em. Cô nhắc lại là các em sẽ vẽ lại cái bài tập biểu đồ đường này vào trong tập của các em. À, như ở tiết trước cô nói với các em á, là à, sắp tới ở cuối tháng 10 chúng ta sẽ có một bài kiểm tra một tiết và trong bài kiểm tra một tiết đó cô sẽ cho các em vẽ à, một trong ba loại biểu đồ à, một là cột à, hai là đường và ba là biểu đồ miền à, trong ba biểu đồ đó cô sẽ cho các em một biểu đồ để chúng ta làm bài kiểm tra à, và cái bài vẽ biểu đồ đó nó chiếm ba điểm và riêng đối với lại à, à, tiết học sau á thì các em sẽ làm cho cô một bài kiểm tra thường xuyên lần thứ ba à, các em sẽ học ôn cho cô ba bài đó là bài 7, bài 8 và bài 9 và hình thức kiểm tra cũng là hình thức trắc nghiệm và cũng làm giống như à, cái hình thức của đợt kiểm tra lần 1, lần 2 vừa rồi à, các em nhớ học bài à, để làm bài tốt các em nhé à, cô chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em trong tiết học sau